bốn phương Nam Bắc Tây Đông, rồi thêm sáu phương phụ cho đồng được 10 phương, rồi tất cả đều quy phục cúng dường Như Lai hết á. Rồi huynh cảm nhận huynh thấy bây giờ vậy nè, bây giờ ai nhận bỏ ai đây? Bởi vì trong sáu nẻo hiện bây giờ nè, đức tài đều cao. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chào Nguyễn cùng huynh đồng sĩ, gọi là chào đến tất cả quý vị khán giả. Thì buổi trưa này thì huynh đồng sĩ cũng có một cái chủ đề muốn chia sẻ đến tất cả quý vị, đó là cái nguyên tắc hay là trật tự để mà lựa chọn lựa tuyển 18 nước chư hầu. Thì cái phần này là trong kinh sấm Đức Tôn Sư cũng để lại, hay là rất là nhiều anh em huynh đệ suy nghĩ và biết đến cái nguồn thông tin này. Thì bây giờ huynh đồng sĩ cũng có những ngỏ ý chia sẻ đến tất cả quý vị. Thì để xem cái chi tiết như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng xem video clip ha. Còn bây giờ thì em mời huynh đồng sĩ chia sẻ đến tất cả quý vị khán giả. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Như Lai. Dạ, Mô Nam Tự Thanh Như Lai. Trong nhân duyên của clip này, huynh đồng sĩ thông qua kênh của Đại Nguyện đủ duyên lành chia sẻ với khắp pháp giới Phật tử và chúng sanh, cũng như trước khi vào pháp thoại, bổn tăng cổ tăng huynh gửi lời tôn kính đến tất cả quý ngài, nhưng mà không phải quý ngài, và gửi lời chào thân ái thân thương đến tất cả quý đồng đạo, nhưng mà hiện giờ chưa phải là quý đồng đạo và vẫn gọi là quý đồng đạo. Cũng như ở chỗ ba dòng Phật Hòa, Thánh Hòa và Dân Hòa, còn pháp danh của huynh thì huynh gọi là Dân Đồng. Có nghe tất cả những gì mà dân trong khắp bốn châu thiên hạ đều đồng lòng, đều đồng thuận, đều đồng tâm, thì nơi đó tự tương ưng sẽ đủ duyên lành để Thánh Hòa và để Phật Hòa không rời dưới khắp pháp giới Phật tử và chúng sanh. Đó, đơn giản vậy hả em? Dạ. Và còn một cái tự tánh nhân duyên, tự tánh tự nhiên, nằm trong sáu chữ Lục Tự Di Đà, ngụ ý sâu xa và để hiểu ra cụ thể gần gũi thiết thực cười bên ta như thế nào mà Phật Bổn Thích Ca có để trong kinh và khuyên đại chúng thường niệm Lục Tự. Đến nhân duyên của bên dòng Bổ Sơn Kỳ Hương Phật thì chúng ta lại thấy rõ nhất, và cũng như Đạt Ma Sư Tổ cũng có để trong giáo án là thường niệm sáu chữ Di Đà. Vậy thì nếu như nói như vậy, những người niệm Lục Tự Di Đà mới được đủ duyên lành, hay là những pháp thế gian mà không niệm Lục Tự Di Đà thì duyên lành đủ ra sao? Bị vì vấn đề này là điều nằm trong đạo bát chánh, mà chẳng lẽ lấy trong bỏ ngoài, hay là nhận ở bên trong lại không nhận bên ngoài, hả Nguyễn? Thì huynh cảm thấy sự việc này cũng chưa đến cái chỗ là ba đồng như huynh nói. Đó. Thì huynh tiếp tục trong những cái nhân duyên gần đây, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, để gần cuối ngày có những cái khế ước với Ngài Địa Tạng Bổn Tôn và anh Ba Tôn để tuột ra sáu chữ Di Đà ra sao, để đương đầu và đối diện với thật, sự thật nơi chính bản thân huynh, hả Nguyễn? Yeah.
những gì huynh có nhân viên chia sẻ trong cái đợt pháp thoại này. Và tiếp tục tới đây, huynh sẽ còn đủ rất nhiều nhân duyên, và cũng như cả nhà cũng còn rất nhiều cái duyên lành để nghe huynh chia sẻ những cái mà bây giờ cả nhà chưa từng nghe và những gì huynh chưa từng nói ha đây Nguyễn. Thì trong một cái quy trình nguyên lý và chân lý để vận hành sắp xếp cái trật tự này, nằm trong sáu chữ, nằm trong những chữ cái của sáu chữ lục tự Di Đà, sẽ hiện ra hết tất cả cho chúng ta, không giấu tất cả một chúng sanh ngần mé hạt bụi nào đâu Nguyễn. Đây là thuộc về hoàn toàn của tự nhiên, chứ không có phân biệt là đời hay đạo. Tại vì huynh đã diễn giải ra rồi, ở cái chữ lo và ở cái chữ tu, là Nguyễn thấy khắp cả vũ trụ không có rời ha. Thì chúng ta nên loại bỏ những cái nghĩ ngợi kia từ hồi khi chúng ta cảm ứng của lục căn với lục trần, để chúng ta dò xét, phán xét và nhận định cũng như trong nhóm sự việc là thế nào là tu và thế nào là không tu ha, rõ ràng ha. Rồi bây giờ thì thập bát giờ tính sau đây, làm thơ 6-8 như vậy sẽ ra, có nghĩa là huynh tư duy á Nguyễn. Huynh nói rằng bây giờ 18 nước chư hầu phân ban là gồm có 18 nhóm, cũng như là tập hợp của 18 nước lớn trong cái nhân duyên của chúng sanh quý báu thời này, thì bây giờ phải sắp xếp sao đây ta, phải có cái quy luật sao ở trong đây nè. Huynh tư duy vậy đó Nguyễn. Bị gì đã hiện ra hết trước mắt rồi mà sao chúng sanh bây giờ, đồng đạo bây giờ còn thắc mắc và phân bua rất nhiều đó. Tại vì nhân duyên đủ để cho chúng sanh đi đến đó rồi, phải có phương tiện tiếp theo cho chúng sanh ngộ ra ngoài cái đó nữa Nguyễn. Thế Huynh, những cái mà Huynh tư duy là như vậy, những cái Huynh nói với Nguyễn là đều ở nhắm ở cái gốc của đồng bào bá tánh vật vật nhiều đó thôi ha. Thì thập bát giờ tính sao đây ta, dùng thơ 6-8 thì như vậy sẽ ra là Di Đà sáu chữ nhân ba được bằng 18, vậy là đúng y. Đó, cơ bản cái Huynh làm toán lớp 1, lớp 2, lớp 3 vậy thôi Nguyễn. Thì Huynh nói là Di Đà sáu chữ nhân ba được bằng 18, vậy là đúng y. Cơ màu trong đó cái nghĩa gì nữa, thì đúng bằng con số 18 rồi đó. Nhưng mà Huynh tư duy, Huynh nói rằng cái cơ màu, cơ cấu ở trong này nè, nó còn có cái nghĩa gì trong đây. Thì bây giờ dùng thơ đồng sĩ tạm ghi ít dòng, bốn phương Nam Bắc Tây Đông, rồi thêm sáu phương nữa cho đồng 10 phương ha. Rồi tất cả tập hợp ở trong bát chánh á, mà đem lên cúng dường Như Lai, thử xem cái dòng tự thanh Huynh cảm ứng được gì. Đó, nghĩa là Huynh nói bây giờ không bỏ sót cái gì hết trơn. Huynh nói bây giờ trong 10 phương 8 hướng của bát chánh đạo tập hợp lại, xoay vòng với nhau, cùng quy thống nhất, cúng dường Như Lai xem sao. Ở cái chỗ là ngũ chi hiệp nhất rồi, thì những ông số 5 này ra mặt rồi. Đó, thứ nhất là số 5 của năm, rồi số 5 của tháng, số 5 của giờ, số 5 của ngày, và số 5 của địa, địa lợi, địa hình, địa thế này đó. Đó là cơ bản là 5 ông số 5 này phải hiện ra đủ trong một kỳ đồn giáp. Đó, như câu bài pháp nãy mình để cho anh em tư duy thêm một dòng suy nghĩ nữa đó Nguyễn. Đó, còn rất nhiều cái ngụ ý, chứ không phải là nghe nói là trâu cài ruộng cạn rồi phải đợi trâu nha. Đó, năm ông số 5 này ông hiệp nhất là chuông đồng gõ dục thúc tới đó Nguyễn. Đó, rồi vậy thì bây giờ tiếp tục lại vài câu thơ như vậy đi. Bốn phương Nam Bắc
Tây Đông, rồi thêm 6 phương phụ cho đồng được 10 phương, rồi tất cả đều quy phục cúng dường Như Lai hết á. Rồi huynh cảm nhận huynh thấy bây giờ vậy nè, bây giờ ai nhận bỏ ai đây? Bởi vì trong 6 nẻo hiện bây giờ nè, đức tài đều cao đó, mình thấy vậy đó Nguyễn. Mình nói vậy thì bây giờ ông Địa Tạng, ông Ba Tuần và Bổn Tôn phải dò xét ra sao, phân định thế nào và có một cái trật tự hoàn toàn tự nhiên mà không tác ý nơi lục căn và lục trần. Có nghĩa là thánh với Phật không nhúng tay ra vào. Ý mình nói vậy đó. Phải có một cái trật tự gì đó tự nhiên trong này. Trước khi vào cái vấn đề này, Quỳnh nói thêm một cái vấn đề thiện nữa đi, rồi Quỳnh sẽ đọc tiếp một vài câu thơ nữa cho cả nhà được cái nhân duyên mà hầu hạ Tam Bảo ngay hiện tiền cái đó. Chứ nếu không là không được đâu. Nguyễn thấy đời này hiện bây giờ anh em đồng đạo mình, Quỳnh nói rồi, tu đừng có theo phong trào. Tất cả những gì cuộc sống cũng không theo phong trào, chứ đừng nói chi tu. Có nghĩa là những cái lo, những cái đi là phải tự chủ, không có theo phong trào. Nghe Quỳnh nói vậy cũng đừng có nghe lời Quỳnh, cứ quên lời Quỳnh nói đi, rồi tự động sẽ cảm nhận những gì của mình. Có nghĩa là những gì của Quỳnh nói sẽ là những gì của các bạn khi nào. Khi những gì của Quỳnh nói các bạn tạm thời quên ra, quên ra trong một ngày, một giờ, một giây, một phút nào cũng được hết. Yêu cầu các bạn quên Quỳnh thôi. Rồi các bạn quay lại, các bạn làm cái công việc mà y như Quỳnh nói, thì các bạn đừng có nói là Quỳnh làm. Thì cái công việc đó là của bạn, chứ không phải của Quỳnh. Đó. Có nghĩa là Nguyễn hành pháp của Phật, tất cả pháp của 10 phương chư Phật, Nguyễn thuộc cho Nguyễn thuộc bình thường ha. Nguyễn thuộc rồi, khi Nguyễn quên, Nguyễn khi Nguyễn không hành trì nữa đó, tự động cái quên hành trì đó không có nói đến thời gian mà ngày đêm cho nghe. Một sát na cũng vậy. Yêu cầu cái ký ức của Nguyễn nó thức tỉnh, nó nói ủa hồi nãy giờ quên niệm Phật ta. Đó, ý mình nói vậy ha. Hồi nãy giờ quên đọc kinh ta. Hồi nãy giờ quên trì chú ta. Cái mình nói ủa sao nhiều cái quên ta. Quỳnh nói vậy Nguyễn, Quỳnh tư duy. Quỳnh làm là Quỳnh tư duy. Một mình Quỳnh làm, một mình Quỳnh trì, Quỳnh niệm rồi Quỳnh tư duy. Trở về hơi thở, Quỳnh nói ủa hồi nãy giờ làm như mình quên thở ta. Cái Quỳnh nói vậy đó, Quỳnh dùng, Quỳnh quán, Quỳnh dùng. Hồi nãy giờ mình quên thở ta. Cái Quỳnh nói ủa quên thở cũng sống được nữa hả ta. Đó, ý Quỳnh nói vậy đó Nguyễn. Ủa quên thở cũng sống được nữa hả ta. Cái Quỳnh nói ủa vậy là quên niệm, quên trì cũng được nữa hả ta. Cũng giống như hơi thở tự nhiên nghe ta. Hồi nãy giờ Quỳnh không điếm hơi thở, Quỳnh quên đi, không? Quên để ý cái hơi thở, Quỳnh nói ủa, cái hơi thở này mà mình đã bỏ quên lắm rồi nè, mà sao mình vẫn còn sống vậy? Đó, Quỳnh quán vậy đó Nguyễn. Quỳnh quán nhiều cái bản thân Quỳnh lắm. Mượn cái mấy ông thầy trong thân á, Quỳnh quán. Quỳnh nói, trời ơi, sao nãy giờ mình quên thở, mình quên cái hơi thở mình đi, mà sao mình cũng vẫn sống à, thấy không? Ý Quỳnh nói vậy ha. Cái Quỳnh trở lại cái chỗ mà trì chú niệm Phật, cái khi mình quên, rồi Quỳnh trì trở lại, Quỳnh quên cái Quỳnh niệm trở lại, Quỳnh mới ngộ ra nữa. Những cái mà người tu á là như vậy nè Nguyễn. Người tu là Nguyễn biết làm cái gì không? Quỳnh nói là cái người mà sau khi qua tập tu rồi đó nghe, chứ không phải là cái người mà đang tu tập nghe. Đó, tu tập xong rồi tu thành nữa, với thành tu đó, tu thành đó Nguyễn. Đó là như vậy nè. Nguyễn và các bạn làm được những công chuyện mà các bạn đã quên. Đó là công chuyện của người tu đó Nguyễn. Là công chuyện của bậc thánh nhân, của cái thân thánh chuẩn bị làm đó. Nguyễn làm trọn vẹn được những công việc Nguyễn đã quên là thứ nhất nè ha. Thứ hai, Nguyễn làm trọn vẹn được rốt ráo những công việc Nguyễn không biết. Đó là hai cái vấn đề đó. Còn công việc mà Nguyễn biết không bao giờ Nguyễn làm trọn vẹn được. Ý mình nói là công việc mà Nguyễn thấy không bao giờ Nguyễn làm trọn vẹn hết được. Nguyễn còn thấy là Nguyễn còn làm hoài. Nguyễn thấy chỗ này đúng không? Đúng với cái dòng tâm thức của trong lục căn lục trần đó. Đó, cho nên mà làm những cái gì mà Nguyễn không thấy đó mà Nguyễn làm được đó, đó là cái đó là đạo đó. Cái đó là Nguyễn đến đó. Cái đó là cái dòng tư duy của Nguyễn đến đó, rồi từ từ cái thân Nguyễn sẽ được tương ưng như vậy đó. Còn dễ là như Nguyễn nói là làm những gì mà Nguyễn đã quên đó, là nó thuộc về Nguyễn, là cái đó nó thuộc về kiến thức.
là cái ở trong trước đó gần và lâu xa nữa Nguyễn đã làm rồi, thuần rồi, thuộc rồi phải không, là nó mới cho vào quên lãng. Có nghĩa là Nguyễn đã tuột ra cái đó rồi đó, Nguyễn tuột ra rồi Nguyễn mới quên, chứ còn Nguyễn ở trong đó Nguyễn không có quên được. Nghĩa là còn dính sao quên được. Nguyễn thoát ra rồi Nguyễn quên phải không. Khi Nguyễn quên hồi nãy là Nguyễn của người ta, Nguyễn mượn á, rồi cái thời gian Nguyễn nhường như cháu rồi cái tự nó quên này, tự nó quên cái bắt đầu đó. Nó quên, nó sống bình thường đó. Ý mình nói là cái cảm giác tuột ra rồi mà sống tự tại đó, tự động sực nhớ lại cái, ôi sao nãy giờ quên niệm, cái Nguyễn niệm ra lại là cái đó là của Nguyễn đó. Ý mình nói cái niệm lại đó là không còn cái của Pháp nữa, mà cái của bản thân Nguyễn niệm. Nguyễn niệm sao cũng được, không cần đúng theo quy trình. Ý mình nói vậy đó, yêu cầu mình nhớ niệm rồi mình nhớ chỗ nào mình niệm cho nó, ý nghĩa là cái duyên nó bắt nhập chỗ nào ngay chỗ nó niệm, chứ không cần suy nghĩ niệm vậy có đúng theo đúng câu chữ của Đà La Ni không, đúng 84 câu của Đại Bi không, hoặc là đúng 6 chữ không, đúng 5 chữ, 3 chữ, 4 chữ gì không, ngay chỗ nào niệm ngay chỗ đó. Đó là cái làm được công chuyện Nguyễn đã quên, Nguyễn làm được đó. Tu là làm thành trọn hết những chuyện đã quên đó. Ví dụ sao dễ nữa nè, trời ơi quên làm chuyện thiện, hôm nay quên làm thiện, làm ác hơi nhiều rồi mà Phật khuyên là tu phải làm thiện, mà sao bây giờ quên làm thiện đó. Nguyễn thấy không, đó ý mình chỉ cái quên này nè, quên làm thiện thì chực nhớ lại làm thiện, đó là làm tu, là làm những cái quên đó đó Nguyễn. Đó là bây giờ nói chỗ làm thiện cho Nguyễn nghe nè. Làm thiện là không phải là theo phong trào mà nghe người ta rủ rê rồi chạy ào ào ra ngoài sân ha. Là lúc đó là Nguyễn biết khi người ta rủ vậy là Nguyễn biết tương ứng cái dòng thiện của Nguyễn nó còn đang thiếu đó Nguyễn, nó còn chưa có đủ đó, chỗ này Nguyễn chưa có đủ là người ta thử Nguyễn liền đó, chứ không phải nghe ta rủ vậy chạy theo, nghe chạy theo là dính phiền não liền à. Nguyễn thấy bây giờ thực tế không, chạy theo phong trào làm này làm kia, rút cuộc cái làm tiền bá tánh không, làm thiện không làm đi làm tiền bá tánh không, thực tế rõ ràng Nguyễn thấy rõ ràng đó, ào ào sâu sâu ở trong ở ngoài dính động, nó dính hết động hết. Ngay cái chỗ này nè, gần cái nhà mấy ông già chưa có hết đâu. Quynh nói một câu thẳng thắn như vậy đó, bảo đảm luôn á. Chứ mới đừng á, ông mới tưởng đi làm thiện là gì, làm cha người ta hả? Đi dạ người ta không đó Nguyễn. Làm thiện á là mình đi dạ, mình đi thưa, mình đi cung kính không đó. Mình đi lễ bái, mình đi cúng dường không đó. Nguyễn biết cái chỗ thiện đó không? Yeah. Cái chỗ thiện đó là cái chỗ ông Phật Thích Ca trước khi ông được cái nhân duyên cho chúng sanh mình biết bây giờ đó. Đó, coi lại đi. Là biết hết trơn à, cái chỗ làm thiện là cái chỗ mình dạ thưa cung kính cúng dường đó vậy. Thì bây giờ Nguyễn quay lại ngay chỗ Nguyễn ngủ, Nguyễn ở ra vòng vòng địa phương rồi. Nguyễn dạ hết chưa? Nguyễn dạ tất cả hết chưa ha? Nguyễn cung kính tất cả hết chưa? Nguyễn điều hòa tất cả hết chưa mà đi chạy ra ngoài kia kiếm, thấy không? Có nghĩa là ý mình nói Nguyễn chưa có tròn. Nguyễn còn u nằn lục cục lắm, Nguyễn lăn không có được đâu. Nguyễn lăn tới đâu là Nguyễn bị bể, bị dụng tới đó đó. Thì y như mình nói chiếc xe mà cái bánh hình tam giác Nguyễn lăn một cái là nó bể chiếc xe, nó bể cái thân Nguyễn mà nó bể luôn cái đường xá người ta là Nguyễn bị phạt nữa đó. Nguyễn thấy rõ ràng ha, nó không có phù hợp đó. Chưa có tròn không có lăn được, đừng có lăn ở đó đi, ở đó dạ thưa mình nói ngay chỗ đó mấy ông dạ thưa hết đi. Tự động mấy ông tròn rồi tự gió thổi cái lăn, tự nhiên lăn mấy ông đi tới chỗ nào ông dạ chỗ đó à. Còn bây giờ chưa có tròn đừng có chạy theo người ta. Chạy đi để mốt đi làm từ thiện cái bắt đầu lén vợ lén chồng. Phật gọi là tà dâm. Đó lại lén lấy tiền lấy của đó, Nguyễn thấy không, người ta gọi là trộm cướp chứ từ thiện gì. Đây là Huynh chỉ là sự thật không á, sự thật này Huynh đã từng làm rồi hết trơn rồi, chứ không phải ở đâu hết trơn á. Bản thân Huynh được nghe được biết được làm hết trơn nè, cho Nguyễn biết vậy đó. Mấy ông nên trụ lại một chỗ đi, ngay cái chỗ thiện đó đó, mấy ông làm cho tròn này là tự động thiên nhiên đẩy mấy ông đi. Còn mấy ông không tin mấy ông đó làm thiện thời gian là mấy ông thấy làm được cái gì, có phải làm phiền đến ba tánh nhận dân không, có phải chiếm dụng của bá tánh nhận dân không? Làm sao mà đủ nhân duyên vào cái chỗ đời mới này được? Làm sao thấm vô lục tự Di Đà? Đó, nội làm người chưa thành rồi, bá tánh người ta thấy chưa có được rồi. Làm sao mấy ông được cái gì? Đó, Nguyễn thấy không? Đó, cho nên những câu chữ Huynh đọc ra là trước tiên là làm những chuyện này trước đi ha. Rồi từ từ Huynh nói tiếp cho nghe. Rồi, cứ vậy mà soi xét mà quán ha. Rồi bây giờ, nãy giờ Huynh nói cái đoạn thơ là nó tới bây giờ nè. Ai nhận mà bỏ ai đó, bởi vì trong sáu nẻo bây giờ đức tài đều rất là cao rồi, không ai thấp đâu. Rồi bây giờ để một cách tự nhiên nè. Bây giờ ta xét cái đầu vào đó, cuộc thi nào cũng vậy, xét đầu vào trước. Anh muốn vào người ta phải coi sơ khai lý lịch của anh hả Nguyễn?
Ta xét đầu vào rồi ta cho anh vô đó rồi mới có cái chỗ anh ra được, chứ tự nhiên đâu phải ào ào vô được mày. Bây giờ ta xét đầu vào nè, đứng đầu chữ cái, nước nào trùng âm, nghe kỹ ha, trong tất cả quốc gia ta bà và địa mẫu, năm châu bốn bể, bốn châu thiên hạ, nước nào á đứng đầu chữ cái mà nước nào trùng âm nè, sẽ qua giai đoạn thăng trầm 7 ngày 6 tháng 5 năm cơ hạn, không đó, nhớ ha. Có thêm 7 ngày nữa nha, bữa hổm là chỉ có 5 năm 6 tháng phải không? 7 ngày nữa không kể ơi. Thắt nhật dạ đêm mời bỏ quà ha không? Không? Đâu có phải đơn giản Nguyễn. Đó. Bây giờ ta xét đầu vào nè. Đứng đầu chữ cái, nước nào trùng âm sẽ qua giai đoạn thăng trầm 7 ngày 6 tháng 5 năm cơ hàn. Đó không? Bây giờ đức tài ai cũng cao hết trơn rồi. Tôi đâu có xét tài xét đức chi nữa. Rồi tôi xét đầu vào coi làm sao. Mà Huynh nói là đứng đầu chữ cái là sao nữa. Để Huynh nói tiếp nữa mới nghe mới hiểu ha. Đây là thuộc về nhân duyên ba đời. Ý mình nói vậy đó Nguyễn. Chứ một cái lúc này không có nói lên được cái chuyện mày về non lấp bể đâu Nguyễn ơi. Ha. Ba đời mà vô lậu. Đó. 7 ngày 6 tháng 5 năm cơ hàn nè. Lúc đó trên khắp thế gian đều được sắp xếp rõ ràng ba ngôi. Đó. Tất cả đúng cặp đúng đôi, không còn hỗn tạp như nồi với niêu. À, đây là cơ bản nè. Thì đây á, là cái tiêu chuẩn để vào cái nước trần đều là. Vậy thì được tổng hợp thành các nhóm bao nhiêu trong này? Thập bát chư quốc tới đây. Mỗi phương thập bát đủ đầy năm châu. Bây giờ không có phương nào mà bỏ được hết. Một phương nào ở trong 10 phương 8 hướng đều là dính con số lục bát hết. Không bỏ chỗ nào hết. Và đều dính lục tự hết. Đều có duyên hết. Ý mình nói là đều được hữu duyên hết. 10 phương đều đủ duyên trong lục tự. Và xây tròn đều ở trong bát chánh đạo. Và đều có ở trong đó số 18 hết. Và trong 18 này phân ra những nhóm như thế nào thì Huynh đọc nữa nè. Chữ nam á, danh hiệu đứng đầu. Đó. Liền tề kề với kia tiếp ha. Để cô Huynh coi lại coi nó có cái phần không. Ừ. Ừ đúng rồi, thập bát thì bây giờ tới đây rồi, ở trong cái 10 phương thập bát thì đủ đầy năm châu rồi. Bây giờ xét đầu vào nè. Chữ nam danh hiệu đứng đầu, âm n, có nghĩa là n á, Huynh lấy cái chữ n của cái chữ nam đó Nguyễn. Đó thì âm n ba nhóm chư hầu như sau. Đó, bây giờ Huynh nói cái chữ nam trước ha. Huynh ghi cái chữ nam mà đặng Huynh chia sẻ cho cả nhà nghe nè. Nè. Huynh ghi rồi cả, Huynh đọc con số lên nè cả nhà nghe, rồi cả nhà ghi ra nghe nè, cả nhà tư duy trong đó là sao mà Huynh nói là trong đó là ba nhóm hả Nguyễn? Dạ. Vậy đó ha. Thì trong có nghĩa là trong 16 chữ cái của lục tự Di Đà đó thì Huynh phân sao mà ra được là 18 nhóm trong đó. Đó, còn mỗi một nhóm trong đó là đại diện cho một nước lớn trong đó thì Quỳnh chỉ nói cơ bản vậy thôi. Đều rải khắp hết 10 phương ha. Chữ nam danh hiệu đứng đầu, âm n ba nhóm chư hầu như sau. Ne ban nga nhật bước vào. Đó, Quỳnh ví dụ cho nghe mà hiểu đó. Và nhiều nhóm khác miễn sao có n. Là có chữ N ha. Tới đây dễ hiểu rồi phải không? Là ha, có nghĩa là bây giờ mình xét cái chữ nam ha, thì cái phần cái âm mà N á là ba nhóm. Chư hầu thì ba nhóm chư hầu như sau ở trong cái chỗ N này nè. Thì thứ nhất là ý mình nói là ví dụ nè, ví dụ lấy chữ N là chữ Ne Ba nè, là có chữ N đó ha, đứng đầu đó.
Nepal nè, ví dụ như là cái chữ Nga nè là có chữ N ha, rồi cái chữ Nhật là có chữ N luôn đó. Thì ví dụ đại diện cho ba ông này là cho cả nhà tư duy đó ha. Nepal, Nga, Nhật bước vào là được vào cái không gian mới đó, là được tiếp tục những nhận cái thiện duyên mà phước đức sâu dày đó mày. Dạ. Ý mình nói ha, là lấy một cái chữ cái thôi, thì còn ở trong đó nhiều chữ cái nữa thì được vô nhiều chứ không gì đó. Trong cái chữ Nam này, ví dụ như bây giờ ông nào mà được nguyên cái chữ Nam ha, trên khắp năm châu bốn bể này, yêu cầu mà cái quốc gia ông nào mà được nguyên cái chữ Nam, rồi được cái chỗ mà hướng Nam nữa, rồi cái gì mà Nam Nam đó, ba cái Nam Nam gì đó ha, mà dính luôn nguyên chữ Nam, thì ông này là cái chỗ Phật về tương ưng vậy đó. Chứ không có phải là ông này định đặt sao ta, mà Minh nói cái này là càn khôn thì được xây chuyển trong bát chánh, tự xây chuyển này dính vô trong lục tự Di Đà là trong nhiều đời nhiều kiếp đó, Nguyễn thấy không? Yeah. Đó, ý mình nói là như vậy đó. Thì cho nên Nguyễn coi cái đâu có khác, thấy không? Đó. Rồng thì có hình chữ S đàng hoàng chứ bảo. Nam, bây giờ chữ Nam, ông nào mà nguyên cái chữ Nam thì quá ngon. Thì đại diện làm chủ nhân, đó, ví dụ là chỗ này là Phật với Thánh. Đơn giản vậy ha. Còn tiên thì chỗ nào cũng tiên đó. Và Huynh nói với Nguyễn nghe ha. Tiên là không có độ cho ai được nghe, đừng có nói mà tiên mà độ chúng nha Nguyễn. Sai lầm nghe, trời còn chưa độ được, đừng nói chi tiên nha Nguyễn. Nguyễn muốn dẫn chứng, Huynh dẫn chứng cho Nguyễn coi là tiên độ như thế nào nè. Bây giờ Nguyễn nói Nguyễn là tiên phải không? Nguyễn muốn độ chúng á, Nguyễn ra chợ á. Nguyễn độ mấy con cá thôi chứ Huynh nói là độ người vậy đó, độ cá Nguyễn độ chưa được nữa, chứ đừng nói chi độ người. Nguyễn là tiên á. Độ cá không được nè, độ trái cây không được nè, độ chiếc xe không được nè. Nói chung độ các vật chất không được, chứ đừng nói chi độ người. Là cái nhân viên của tiên á. Nguyễn ra chợ, Nguyễn hốt trái cây người ta đánh Nguyễn không u đầu, Nguyễn chịu tội á. Là cái duyên tiên của Nguyễn á. Là Nguyễn độ đó, nghĩa mình làm thoát á. Còn cá người ta đang bán, Nguyễn ra mình đừng nói gì trơn á. Nguyễn ra Nguyễn hốt, Nguyễn phóng sanh Nguyễn rải thôi coi. Công an không còng Nguyễn là Nguyễn chịu tội luôn. Là nhìn thấy cái đó là Nguyễn biết cái duyên Nguyễn là không phải độ rồi. Độ vật chứ được sao, độ người. Đâu phải dễ Nguyễn. Yeah. À, Nguyễn biết hiểu ha, có nghĩa là từ cái nhân viên Nguyễn mới biết là Phật, Thánh mới độ chúng được nha. Tiên, trời, người trở xuống là độ vật chưa xong, đừng nói gì độ tới người. Y như con người mình độ vật chưa xong, có nghĩa là bây giờ Nguyễn mang cái thân người Nguyễn ra chợ, Nguyễn không có mua bản trao đói, độ là không có dính trong lục căn với lục trần. Ý mình nói vậy đó, độ là thuộc về tự nhiên, là không có căn trần xen vào, thì Nguyễn tự mang cái thân Nguyễn ra, Nguyễn hốt trái cây. Nguyễn đem về Nguyễn ăn, hoặc Nguyễn đem đi đâu kệ Nguyễn, mà Nguyễn hốt mà người ta không đánh Nguyễn thì Nguyễn độ được cái trái cây đó. Còn Nguyễn hốt mà người ta đập Nguyễn thì chưa, Nguyễn biết rõ ràng ha. Cho nên Huynh chỉ cái thực tế mà coi mà rõ rội cho đời chứ đạo nó biết rõ cái thực tế thực tại ra sao. Tu là phải khéo léo khôn ngoan vậy đó Nguyễn, chứ đừng có hô hào theo phong trào năm ba giây bữa đồ dẹp, mất công mang tiếng lắm Nguyễn, Huynh nói thiệt á. Bây giờ cái gì mà muốn nổi tiếng là sẽ bị dẹp liền. Huynh nói một câu Nguyễn vậy đó. Đời này vậy đó, chưa có tới thời tới lúc đâu mà cái gì mà bùng lên cái dẹp, bùng lên cái dẹp. Ông đi tạng ông chưa có cho. Ông nhìn lại ông nói chưa. Rồi anh ba ơi làm. Đó, ý mà đi tạng nói vậy đó, anh ba chưa anh ba ơi. Làm, rồi anh ba ra làm liền. Ê, Huynh nói là ngay chốc à Nguyễn. Anh ba anh chỉ vậy đó. Ông đi tạng với anh ba anh chỉ vậy đó. Đó, Huynh nói với Nguyễn rồi, coi rõ ha. Tất cả nhân viên Nguyễn phải sáng trí là Nguyễn phải nương vào pháp của Phật, chánh pháp của Phật á. Nguyễn coi đúng đường chánh pháp của Phật, đúng đường chánh pháp của quý thánh nhân. Đó, chứ đừng có để thân tâm mình nó loạn động. Đó là an trụ, là bản thân mình có hết tất cả đó. Chứ thời điểm tới giờ rồi, đã người ta là ngay chỗ đời mà pháp là phải biết rồi. Tất cả những môn tu mà Huynh đã nói ra trong sáu nẻo đó. Đó, thì bây giờ là ở trong chỗ giới lực không nổi rồi, người ta phải tìm phương cách khác. Trong đó rất là khéo léo mà. Còn ở bên ngoài thì những cái sự khéo léo chỉ có Thánh với Phật mới nhìn ra thôi. Có nghĩa là đi ra sáu nẻo mới nhìn thấy những cái sáu nẻo. Còn ở trong sáu nẻo cứ nghĩ, ô, hôm nay là cực lạc về đây tu. Đó, hôm nay là Phật về đây tu, Thánh về đây tu. Mình nói, ủa, cái vụ gì mà Phật mà còn tu ta? Mình nói vậy đó. Ủa, cái vụ gì mà Thánh mà còn tu Trang? Ngộ ha. Mình nói đời này hay. Đời này dám là đem Phật về tu. Mình nói vậy đó. Mà Phật thì đã nói là Phật thành trong ba đời rồi, mà còn gì tu. Mình nói vậy đó Nguyễn. Rồi mình nói bây giờ ở đây có chỗ về cho Phật tu không? Đâu, Nguyễn chỉ mình coi chỗ này, cái chỗ nào về đây mà đúng chỗ cho Phật tu rồi.
rồi có chỗ nào ở đây đúng chỗ cho thánh tu đâu, toàn là phàm không, vật chất cái gì cũng là phàm không, bảy báo chưa có mà làm sao mà về để tu. Coi lại trong kinh Phật tuyên thuyết cho cơ bản nè, những cõi nước của Phật mà huynh có nói trong trong những clip trước mình nương theo pháp đó Nguyễn, tất cả những chỗ đó phải là bảy báo, là cái chỗ của Phật đại thánh chúng Bồ Tát ở đó, tất cả phải là bảy báo: đắc bằng phẳng trang nghiêm thanh tịnh, dứt sạch ba đường ác, thậm chí bốn đường ác, chỉ còn hai đường thiện và một đường thiện thôi. Mình thấy rõ ràng không? Trời ơi, bây giờ mình không biết mình mà mình đi biết Phật với thánh mà, cho nên chịu đi, chịu phàm đi, chịu phàm đi mới hiểu được phàm. À, không chịu phàm là mới mốt tôi nói hả, ông đi tạng ông đưa áo xanh áo vàng tới coi như xong. Ừ, áo xanh áo vàng tới là thấy xong chuyện rồi đó. Mà tu mà phải biết dạ thưa nhẫn nhịn chứ, tu đi hơn thua tu làm chi, thấy không mẹ? Ừ, tu hơn thua làm chi, tu mang tiếng mẹ, dạ hết, ai làm gì cũng dạ, dạ con đi. Ừ, dạ cái này con lỡ, dạ cái này con làm sao, đúng rồi, dạ con đúng cái đó rồi, con lỡ đúng như vậy, con lỡ đúng như kia, thôi giờ con dạ thưa hết đi. Đó, vậy đó, cứ vậy đi, là ông Phật ông cười à. Thiệt luôn mấy, yeah. Nguyễn làm vậy đi là ông Phật ông cười, ông đi tạng ông mát ruột liền. Nói công nhận ngoan, công nhận ngoan, chưa từng thấy ngoan trên đời, đó, yêu nói vậy đó. À, rồi bây giờ huynh nói, à cái chữ N ha, là Nguyễn nghe rồi ha, là xét cái đầu vào đó, có nghĩa là xét ở cái đầu chữ cái đó, chữ nam danh hiệu đứng đầu nè, âm n ba nhóm chư hầu như sau, ne ban nga nhật bước vào, và thêm các nhóm mà nước nào, miễn sao mà có cái chữ n đó hang là được vô nhóm đầu tiên, nhóm này ngon nhất đó mày, so với năm cái chữ còn lại, cái chữ nam đầu tiên là nhóm này mới gọi là Phật chứ thánh nè. À, ý mình nói vậy đó, yeah. Tứ thánh hay không ở trong không gian mà cho lợi lạc cho chúng sanh đó, cho bá tánh đó, là ngay chữ N này nè, chữ nam này nè. Rồi thôi clip này Quỳnh tặng tới đó đi, rồi clip sau Quỳnh tặng tiếp, yeah. Mới tặng chữ N thôi. Đây, từ từ di tiếp đi, trong N là ba nhóm ha, làm sao mà Quỳnh thấy ba nhóm trong đó, cả nhà nhìn cả nhà thấy liền, dễ lắm, yêu cầu dính trong đó là được vô đề mới đó, là cái nước đó được vô đề mới, là cái thần dân ấy, con em đại chúng ấy, đó, tên tuổi đó ấy, ha. Dạ. Rồi dạ mô nam a di đà như là dạ mô nam tự thành như là